Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái làm 10 người thương vong, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời hỏi thăm ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân người bị nạn, đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Yên Bái trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có.